Vâng, xin chào toàn thể các bạn đang theo dõi clip của em nhé. Và buổi chiều ngày hôm nay thì em sẽ quay và báo giá cho các bạn 4 cái mẫu xe phân khúc tầm trung với cái cửa tiền từ 160 triệu cho đến 335 triệu. Đấy. Và những cái mẫu xe thì có gồm có 2 mẫu xe số tự động và 2 mẫu xe số sàn. Đấy, cái dòng phân khúc có thể là bình dân và nhiều các bạn có thể tiếp cận được những cái mẫu xe mà bên em đang bán này với cái tầm tiền rất là vừa phải thôi. Đấy. À, ví dụ những cái mẫu xe này các bạn mua về hoàn toàn là có thể để đi gia đình hoặc là kinh doanh dịch vụ được. Bởi những dòng xe của bên em đang quay buổi chiều ngày hôm nay là những dòng xe chấm thấp thôi. Đấy, mức tiêu hao nhiên liệu vừa phải để cho các bạn mua về đi gia đình hoặc là ai có nhu cầu kinh doanh thêm dịch vụ taxi thì cái bốn cái mẫu xe này của bên em là hoàn toàn có thể đáp ứng được. Đấy, cái mẫu xe Chevrolet Cruze sản xuất năm 2011 này nhé. Đây là cái mẫu xe số sàn nhé các bạn nhé. Mẫu xe này thì sẽ được bên em bán mức giá là 285 triệu đồng. Đấy, bạn nào có nhu cầu thì muốn mua thì liên hệ với em qua số điện thoại là 0888907666 nhé. Đây, em sẽ quay cho các bạn chi tiết về cái mẫu xe Chevrolet Cruze sản xuất năm 2011 số sàn. Đấy, một cái mẫu xe biển Hà Nội này, tư nhân, xe không có kinh doanh dịch vụ taxi gì đâu. Bốn cái mẫu xe này bên em đang quay cho các bạn này hoàn toàn những cái mẫu xe này là xe tư nhân và xe gia đình, không có dịch vụ taxi và cam kết là không có đâm đụng và ngập nước. Đối với bốn cái mẫu xe bên em đang quay này, có thể cam kết cho các bạn luôn về cái chất lượng của bốn cái mẫu xe này luôn nhé. Còn Chevrolet Cruze sản xuất năm 2011 phiên bản số sàn. Đấy, giá là 285 triệu đồng. Và một cái mẫu xe Nissan Sentra thì hôm nọ em đã quay cho các bạn rồi, với cái động cơ chỉ có 1.3 thôi. Mức tiêu hao nhiên liệu của nó tương đối vừa phải luôn nhé. Đấy. Mức tiêu hao nhiên liệu của nó tương đối vừa phải mà số tự động. Đấy, giá rất hợp lý thôi này. Con này chỉ có 245 triệu đồng một cái mẫu xe, dòng này là dòng nhập khẩu nhé. Đấy, xe nhập khẩu mà số tự động, giá 245 triệu đồng thôi, rất rẻ nhé. Và một cái mẫu xe Hyundai Avante sản xuất năm 2012. Đấy, số tự động cửa lóc. Con này chỉ có 335 triệu thôi. Đấy, giá cũng vừa phải nhé các bạn nhé. Và một cái mẫu xe Daihatsu Gentra sản xuất năm 2009, xe gia đình không kinh doanh dịch vụ taxi, 4 lốp mới hoàn toàn và xe cam kết là không đâm va ngập nước, giá 160 triệu đồng. Đấy, những cái mẫu xe bên em báo giá và chất lượng đều được công khai cho anh em luôn. Và sau đây em sẽ quay chi tiết từng cái mẫu xe một để cho anh em tham khảo. Đấy, mẫu xe Chevrolet Cruze sản xuất năm 2011 này với phiên bản số sàn thì là 285 triệu đồng, đã giới thiệu giá cho các bạn rồi. Đấy, sau đây em sẽ quay chi tiết này về cái mẫu xe Chevrolet Cruze cho các bạn xem nhé. Và trước tiên là sẽ quay về tổng thành xe để cho các bạn xem về cái phần thân vỏ bên ngoài trước. Đấy, mẫu mã và phần thân vỏ bên ngoài trước. Cái xe dòng Cruze này chạy số sàn nếu chạy lành máy và mức tiêu hao nhiên liệu của nó tương đối hợp lý nha các bạn nhé. Cái dòng này nó sẽ ăn mật tầm khoảng 7 lít đến 7,5 lít trên 100 km. Đó, báo giá và báo mức tiêu thụ nhiên liệu để cho các bạn nắm được, để cho các bạn mua về để xác định cái mục tiêu hoặc là cái nhu cầu của mình để đi gia đình hay là kinh doanh dịch vụ. Đấy, xe form dáng tương đối đẹp và xe cũng bao cho các bạn là về đâm va và ngập nước, không có đâm va và ngập nước gì đâu. Thì dòng này thì được trang bị 4 răng đúc đầy đủ hết. Đấy, 2 phanh đi ABS đằng trước. Vì vậy là chúng tương đối an toàn luôn. Ngoài về cái phần nội thất của xe nhé, ghế da hoàn toàn là ghế da nguyên bản luôn. Đấy, ghế da nguyên bản và cũng được trang bị gương kính chỉnh điện cũng như là cụp gương trước đầy đủ hết đối với cái mẫu xe Chevrolet Cruze này nhé. Đấy, với phiên bản số sàn này thì rất là lành máy luôn nhé. Xe thì nó vẫn là trong nội thất vẫn là nguyên bản. Đấy, nguyên bản về nội thất này. Trần vẫn là trần nỉ nguyên bản luôn này. Trần vẫn là trần nỉ nguyên bản luôn này. Đấy. Ghế này, ghế da nguyên bản này. Xe đẹp này, không kinh doanh dịch vụ taxi. Đấy, bởi vì bên em quay một lúc là sẽ 4 mẫu xe liên tục. Vì vậy là cái thời lượng nó có hạn, thì bạn nào có nhu cầu muốn tìm hiểu về bất cứ cái mẫu xe nào trong 4 cái mẫu xe này thì bảo em gửi hình ảnh cũng như video chi tiết cụ thể của từng xe một để cho các bạn tham khảo. Đây là báo giá cũng như là quay tình trạng xe báo trước cho các bạn thôi, còn nó chi tiết hơn thì sẽ gửi qua Zalo và gửi qua hình ảnh qua Zalo cho các bạn luôn, vì để cái thời lượng nó với 4 mẫu xe này thì quay thời lượng nó có hạn thôi. Đấy, mẫu xe này nhá, 285 triệu nhé. Các bạn nào có nhu cầu muốn liên hệ thì với em qua số điện thoại là 0888907666 nhé. Xe con này biển Hà Nội tư nhân đồng hoàng. Và mẫu xe Nissan Sentra thì đã trước em đã quay cho các bạn rồi, với cái dòng xe nhập khẩu và số tự động chỉ có 1.3 thôi, mức tiêu hao nhiên liệu của nó tương đối tốt. Đấy,
Cái mẫu xe này thì là mua tư nhân một chủ từ đầu luôn, xe không đâm va và ngập nước gì cả, máy zin luôn đấy, và có màn hình và cam lùi đầy đủ hết, chủ xe đã lắp thêm độ thêm cam lùi rồi đấy, và giá là 245 triệu. Bản Senza bản GX nhé, được trang bị 4 la răng đúc đồng hoàng và xe hoàn toàn là không có kinh doanh dịch vụ taxi gì cả đấy, không có kinh doanh dịch vụ taxi gì, hoàn toàn hợp lý luôn đấy. Bạn nào mua về đây này, số tự động này, chạy rất là nhàn luôn, xe và tư nhân một chủ từ đầu luôn nhé, một chủ từ đầu đấy, giá 245 triệu nhá. Đấy, bạn nào cần hình ảnh chi tiết cái mẫu xe này thì em có rồi đấy, cũng như video chi tiết về cái mẫu xe này là có rồi đấy. Nissan Sentra sản xuất năm 2009, nhập khẩu nguyên chiếc luôn, và số tự động bản 1.3 tiết kiệm nhiên liệu, và giá là 245 triệu đồng. Đấy, và mẫu xe Hyundai Avante sản xuất năm 2012, con này cũng số tự động nhé, số tự động con này là bản 1.6 đấy. Giá thì con này là 335 triệu đồng đấy, 335 triệu đồng thôi, số tự động bản này bản 1.6, cửa lóc, trang bị cửa lóc luôn, giá 335 triệu đồng. Đây này, về phần nội thất của xe luôn, nội thất của xe nhé, trang bị hộp số tự động, ghế đẹp này, nội thất đẹp này, con này thì về hoàn toàn không phải làm gì cả, tất cả những mẫu xe này này không hoàn toàn không phải làm gì nhé, xe cực đẹp luôn. Đấy, bạn nào có nhu cầu mua cái dòng này về, kể cả với cái bản này cái số tự động, nhưng vẫn có thể là kinh doanh dịch vụ chạy xe hoa rất được. Đấy, form dáng cũng đẹp, form dáng cũng tương đối đẹp luôn này. Hyundai Avante nhé, Hyundai Avante này, form đèn cái mặt, cái phần mặt cái lăng trước cực tương đối đẹp luôn nha anh chị và các bạn nhé. Đấy, tương đối đẹp luôn. Đấy, giá là 335 triệu đồng với con xe Hyundai Avante sản xuất năm 2012, số tự động này nhé, 2012 số tự động, bản 1.6, được trang bị cửa lóc đồng hoàng, và giá 335 triệu đồng thôi, rất hợp lý luôn. Và mẫu đai Urgenta sản xuất năm 2009 này, đấy, xe là được trang bị 4 quả lốp mới đồng hoàng, 4 quả lốp mới tinh luôn đấy, mới trang bị xong, xe nó hoàn toàn ghế nỉ nguyên xe và không đâm đụng gì đâu, mà xe con này là không taxi dịch vụ gì nhá, cam kết là không taxi dịch vụ luôn, nói sai hoàn tiền luôn. Bên em thì quay dân dã thôi, thì có xe nên đăng quay cho các bạn thôi, cũng không làm clip chi tiết như các video hoặc là các hãng bán xe khác cụ thể được. Bọn em thì đăng bán và báo giá cho anh em, quay xong bắt đầu tả chuẩn cho anh em luôn, xem xe và tả chuẩn luôn. Đấy, quay bằng điện thoại thông thường thôi, cũng chả dùng một cái loại công nghệ cao nào cả. Đấy, quay và báo giá cho anh em luôn về cái mẫu xe và tình trạng xe tại cửa hàng thôi. Đấy, đâm va thì bảo là đâm va, mà không đâm va thì tả cho anh em là không đâm va cho nó dễ, chứ không đến lúc là đôi quay khi bằng nghệ thuật quá thì hình ảnh nhiều lúc anh em nhưng bảo là quay bằng nghệ thuật quá hình ảnh nó sắc nét thì nó khó. Đây là quay thực tế bằng điện thoại thông thường thôi và báo giá luôn cho anh em. Đấy, mẫu xe này là không kinh doanh dịch vụ gì đâu nhé, giá là 160 triệu, xe thì đẹp, bao cho anh em về đâm đụng ngập nước luôn. Và mẫu Hyundai Avante và một cái mẫu xe Chevrolet Cruze 2011 285 triệu, và con Nissan này, Nissan Sentra 2009 nhập khẩu. Đấy, những mẫu xe này nhiều bạn xem clip thì có thể là muốn theo dõi về ô tô, có thể nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh em, ngày nào em cũng đăng xe đấy, ngày nào cũng đăng xe thì các bạn có thể cập nhật được thường xuyên luôn. Con này form dáng cũng đẹp này, đấy, form dáng cũng đẹp và giá tương đối hợp lý luôn, 335 triệu thôi, mua về để đi gia đình theo em nghĩ là hợp lý luôn, đời cũng cao nhé. Đấy, con Cruze này cũng đẹp này, dòng này mua số sàn mua về để chạy dịch vụ là tương đối hợp lý này, lành máy luôn. Con này 285 triệu. Con Sentra này, Sentra thì 245 triệu. Đấy, những cái mẫu xe vừa rồi là tổng thành quay 4 cái mẫu xe và báo giá cho anh em cụ thể ấy. Anh em nào có nhu cầu ưng về cái mẫu xe nào thì có thể hoàn toàn nhắn tin và gọi điện cho em theo số là 0858907666 hoặc kết nối vào Zalo. Em sẽ gửi hình ảnh cũng như video chi tiết của 4 cái mẫu xe cho anh em tham khảo nhé. Vâng, xin chào và cảm ơn anh em đang theo dõi clip của em nhé.